Tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em có video giới thiệu đến mọi người một cây, đó chính là cây hồng hiền lương. Cây này thì cũng được rất là nhiều anh chị em biết đến. Cái mặt hoa của cây này thì cây này nó cũng là một trong những cây khá nổi tiếng, cũng được rất là nhiều người biết đến. Thực ra thì nó không phải là một cây hồng mờ anh chị ạ, nó là một cây hồng xước. Nó là cây một cây hồng xước thì đúng hơn. Đấy. Được cái là đặc trưng của cái cây này thì môi hoa rất là to. Môi hoa rất là to và mắt xước. Và nó gần như không có mắt, chỉ có tia từ trong họng ra thôi đó anh chị ạ. Đấy. Cây này thì năm nay nhà em nở ở đây thì nó là khá là đạt. Nhưng với cái môi hoa nó như thế này thì mình nhìn thì nó cũng khá là rõ và nó cũng chi tiết của cái cây này. Đây là tổng thể của cả cái chùm hoa anh chị nhé. Đây là tổng thể của cả cái bông hoa đó. Cái cây này thì nó cũng khá là đặc trưng, nhưng mà cái này thì theo em biết thì là do một vườn lan trên Đông La là anh Nam Hoàn là đặt tên cái cây này là cây hồng hiền lương. Thì nó là một cây hồng mắt xước. Cây này là không có mắt anh chị nhé. Cây hồng này không có mắt. Đấy. Nó chỉ có xước không ấy. Chứ còn nó mắt thì nó phải hai mắt rõ hai bên. Nhưng cây này nó chỉ có xước không thôi. Chúng ta cũng có thể gọi là một cây hồng xước được. Đấy. Khi mà có những cái video như này thì mọi người nhìn cái bông này thì mọi người sẽ biết được rằng nó ra thực tế như thế nào. Hoa ra làm sao, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà chụp ảnh ấy thì nó rất là đẹp, đẹp hơn. Chúng ta nhìn thì nó sẽ khác hơn này một chút. Bởi chụp ảnh nhiều khi ấy, chụp ảnh một bông hoa thì bao giờ là người ta cũng sẽ, thứ nhất là sẽ chụp bông đẹp nhất. Cái thứ hai là người ta sẽ có nhiều kiểu, ví dụ như là nắn cánh này, mở cánh ra này. Đấy, mở cái bộ cánh này ra. Như này người ta giữ này. Xong một lúc nó giữ form này thì là người ta sẽ chụp, nó mở ra sẽ đẹp. Nhưng cái này thì nó cũng mới nở, ngày hôm nay là ngày đầu ấy. Nó cũng là ngày đầu. Thì thực ra thì cái cây hồng hiền lương này nó mà mở căng cánh bay là không có anh chị ạ. Nhưng nó cũng là một cái cây mà chơi được, nó rất là đẹp. Nếu mà mình trồng dựng thì hoa sẽ đẹp hơn, nhưng khi mình trồng rủ thì hoa nó hơi cúi anh chị ạ. Đấy, thế nên là một số những cái cây mà chúng ta trồng mà gọi là để cho nó thân, cái dòng thân thằng này á, nó ít cây mà tay hoa nó được ngang lắm. Như cây, ví dụ như cây cửu long này, tay hoa cái đấy rất là đẹp. Còn cái này tay nó bị rụt. Cái tay chính là cái phần cuống hoa ấy, từ thân nó ra đến bông hoa ấy. Đấy thì em hay gọi nó là tay hoa. Tay hoa của dòng thân thòng này. Đấy thì nó cũng là một cái cây rất là đẹp. Nhưng mà cái là cái tay hoa nó hơi kém so với cái cây này, so với những cái cây khác. Thì cái tay hoa của cái cây này hơi kém. Thế còn cái việc mà chụp ảnh ấy, chụp ảnh bao giờ thì nó cũng sẽ đẹp hơn. Đẹp hơn là nhìn trên video. Bởi vì về các bạn nhìn trên video em hay quay những cái điều nó thực tế nhất của một bông hoa. Chứ em không có nắn cánh, không có chỉnh sửa khuôn bông hay là như nào cả. Nó cũng như kiểu là khi mà chúng ta gặp những cái người mà người ta phẫu thuật thẩm mỹ ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng không? Nhưng mà đẹp tự nhiên thì nó ít lắm. Nó cũng có nhiều ấy, nhưng mà đẹp tự nhiên ấy thì là nó là điều quan trọng và cần thiết. Bởi vì khi mà có nhiều cây ấy, anh chị khi mà nhìn người ta chụp ảnh rất là đẹp. Bởi vì người ta chỉ cần tăng giảm ánh sáng thôi. Ví dụ như cây này tăng giảm ánh sáng thôi là nhìn nó đã khác hơn rồi anh chị ạ. Và khi cái việc mà chụp thì người ta nhìn từ cái bông, chụp một hai bông thì mình rất là khó đánh giá. Đấy thì mình cứ phải nhìn cả bông hoa, cả cần hoa, cả chùm anh chị ạ. Nó nở nhiều như này thì mình cũng đánh giá được là cái cây nào nó có đặc trưng ở cái điểm gì. Như cây hồng hiền lương này nó chỉ có là mắt xước thôi anh chị ạ. Anh chị nhìn thấy môi hoa nó đấy. Môi hoa của nó gần như là ra tận ngoài. Đấy. Nó dạng như kiểu là một cái cây châu như đúng không? Cái cây này nó là cây phi điệp, thân lá phi điệp. Chốc em sẽ giới thiệu về thân lá để chúng ta cùng nhìn nhận về cái thân lá của nó anh chị nhé. Thì còn cái bông hoa của nó đây, nó gần như không mắt và nó chỉ có xước thôi. Đấy, nó cũng là một cái cây khá là đẹp và được chúng ta có thể nhìn nhận nó qua hình ảnh. Nhìn qua video cũng như là nhìn qua mọi thứ thì mọi người có thể nhìn thấy nó rõ hơn. Thì cây này thân lá nó khá đặc trưng. Thì anh chị có thể em sẽ giới thiệu thêm một chút đây về cái thân lá đặc trưng của nó. Đấy, anh chị nhìn nào. Đây là cái thân lá của nó này. Thân lá này của nó thì rất là đặc trưng.
Thân lá này là mọi người nhìn này, thân chấm tím rất là nhiều. Thân nó rất là chấm tím rất là nhiều. Anh chị nhìn là anh chị sẽ biết ngay. Lá của nó lá rất là to và dài. Lá của nó dài khoảng 10 đến 13 cm, có thể là 15 cm, thân lá to anh chị ạ. Thân lá to, thân chấm tím nhiều. Lá của nó to khoảng từ 3 đến 4 cm. Rất là to. Đây chị nhìn cái chậu này của em, nó là ba thân tơ này, nó đẻ được là 6 mầm cũng rất là đẹp. Thì đấy là một trong những cái mà đặc trưng của cái cây thân lá cái này. Thân lá thì nó hơi nhỏ vặn vẹo. Đấy, lá nhỏ vặn vẹo nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Thì đấy là về cơ bản là về thân lá của nó anh chị nhá. Thân lá thì gần như là nhìn thân lá là cũng có thể biết ngay là cái cây hồng hiền lương. Đấy, xong cái bông hoa của nó thì rất là đặc trưng. Nhìn cái là anh chị có thể nhận ra ngay. Môi hoa của nó là hồng xước. Nó không mắc, chỉ có hồng với kẻ xước thôi. Đấy, cũng khá là đẹp anh chị thấy không ạ? Cái này nở vào dịp tầm độ tháng 6, tháng 5, tháng 6 anh chị nhá. Đấy thì ở đây là đang nở tự nhiên, rất là đẹp. Mời chị cùng ngắm. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan khác. Các anh chị có thể xem thêm nhiều mặt hoa cũng như là nhiều thông tin cây chi tiết khác trên kênh Truyền Hình Hoa để mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị, xin chào tất cả mọi người.